cái video này, shop sẽ giới thiệu đủ màu chiếc xe đạp đua của hãng xe đạp La, model Super 33. Và bạn có thể liên hệ ngay với shop xe đạp thể thao Vip.com, gọi cái tên ngắn gọn La 33 là shop sẽ biết đây là chiếc xe đạp này bạn nhé. Và với La 33 này thì có 4 màu bạn nhé. Đây là màu đen đỏ này, rất đẹp đúng không ạ? À, màu đen đỏ, màu đen xanh lá, màu đen trắng và cuối cùng là màu đen xanh. Bạn thích màu nào thì liên hệ với shop để mua chiếc đó. Và với dòng Super 33 này thì shop hiện đang bán rất là nhiều và có nhiều khách hàng đã làm video phản hồi đánh giá chất lượng về chiếc xe đạp này, cũng như là đánh giá chất lượng dịch vụ của bên shop gửi về. Và bạn có thể xem video này theo đường link ở bên dưới video này bạn nhé. Và bây giờ shop sẽ lấy một chiếc màu đen đỏ này đi, một chiếc đen đỏ sẽ review soi cận cảnh chi tiết, mời bạn cùng xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây là chiếc Line Super 33, một chiếc xe đạp đua khung nhôm, giá rất mềm dẻo luôn, rất mềm dẻo tại thị trường khi đến với shop xe đạp thể thao vip.com mà nha. Khung nhôm càng nhôm đây, bạn nhìn khung nhôm này, càng nhôm này, vô tăng tay lái hợp kim nhôm này, cọc yên nhôm. Và cọc yên thì bạn cứ để ý cho mình là những cái dòng xe mà cọc yên liền là những dòng cọc yên bằng nhôm hết bạn nhé. Đây là những dòng cọc yên đắt tiền, quá cọc yên bằng nhôm luôn, yên bề bọc da vành nhôm hai lớp. Vành này cao tầm khoảng 4cm bạn nhé, 4cm. Sử dụng lốp Kenda, đây bạn nhé, lốp Kenda 300x23. Đây, chữ nó màu đen này, hơi tối, hơi khó nhìn bạn nhé, 300x23. Nan hoa bằng thép, chân nan hoa inox. Đây bạn nhìn chi tiết này, rất đặc cấp luôn. Trục trước này sử dụng bi bạc đảm đấy nhé, và sử dụng khóa tháo lắp nhanh hay được gọi là tay hồng, tùy từng nơi các bạn sẽ gọi khác nhau. Thực sự cái bi bạc đảm rất chân chu luôn, mình quay cận cảnh có chi tiết luôn. Đây bi bạc đảm các bạn nha, chạy cốt bi bạc đảm, phanh V có phanh, có cần gạt thay đổi mức bóp. Xe này thì có phanh phụ luôn bạn nhé. Đây, phanh phụ trên tay lái để khi mình đi thì với tư thế này thì mình có thể sử dụng phanh luôn. Ba tư thế nắm này, một phanh cầm đây, phanh đây. Rồi xe này thì được sử dụng rút gì đây ạ? Rút này là rút Shimano bạn nhé, Shimano. Với tay đề số bên phải này là điều khiển nút có 7 số này, bảy số này, và bên này thì có 2 số và người ta đang ghi là 2 mức, thấp là mức cao tức là chạy đĩa to bạn nhé, bên này là chạy đĩa bé, tức là xe này có 14 tốc độ nhé. Bộ đu đĩa của hãng Review, hai đĩa đây bạn nhé, hai đĩa và 7 lít với gạt lít của Shimano luôn nhé. Gạt đĩa Shimano Touring sẽ rất fit, giá rất mềm. Và bạn còn câu hỏi về chiếc xe đạp này thì đừng ngần ngại liên hệ với shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại 0983315936, số luôn thường trực và sẵn sàng trả lời chia sẻ tất cả vấn đề kỹ thuật về chiếc xe đạp này. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày, shop luôn đăng tải những video mới giới thiệu về sản phẩm, đánh giá của khách hàng về những sản phẩm. Và đặc biệt có những video shop đang bán sản phẩm hàng đặc biệt giá sập sàn 102, và chắc chắn bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video này và những báo giá này, và chắc chắn bạn sẽ mua được chiếc xe đạp như ý với giá thành tốt nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.